Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Mỗi xã một sản phẩm của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, huyện Sapa được thiên nhiên ưu đãi với khí hậu đặc trưng, phù hợp với nhiều loại cây trồng xứ lạnh. Khai thác lợi thế này, một số doanh nghiệp, hợp tác xã đã tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao nhằm tạo ra sản phẩm đặc trưng với số lượng lớn. Trong đó, chuỗi nấm Hương của hợp tác xã nấm Lâm Phong có những thời điểm thu hoạch đến 5 tấn nấm tươi mỗi ngày, được xem là một điển hình trong khai thác thế mạnh của khí hậu Sapa để phát triển nông nghiệp. Toàn bộ sản phẩm nấm Hương đều được sấy khô xuất khẩu sang thị trường Đài Loan và một phần bán ở thị trường trong nước. Trong chuyên mục kỳ này, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn về hiệu quả của mô hình này. Trước hết là một số thông tin về OCOP trên phạm vi cả nước. Vừa qua, cán bộ lãnh đạo các huyện, thành phố, các xã, công chức các xã, phường, thị trấn, các doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu trên địa bàn toàn tỉnh đã được tập huấn chuyên môn sâu về công tác phát triển sản phẩm OCOP. Trong thời gian tham dự tập huấn, hơn 500 học viên được các giảng viên hướng dẫn thực hiện chu trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, phát triển sản phẩm, dịch vụ, triển khai hệ thống quản lý và giám sát sản phẩm, công tác xúc tiến thương mại, xây dựng triển khai các dự án thành phần đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lào Cai giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2030. Tại hội nghị tập huấn, các học viên đã chia sẻ về thực trạng sản phẩm, dịch vụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn xã, phường, thị trấn, đồng thời đề xuất những ý tưởng phát triển sản phẩm nông nghiệp thành sản phẩm OCOP. Với việc được tập huấn này, Lào Cai đang phấn đấu đến cuối năm 2020 sẽ có 60 sản phẩm được cấp sao OCOP cấp. Lào Cai đã có sản phẩm đầu tiên được cấp sao OCOP cấp huyện 3 sao, đó là sản phẩm quả quýt Mường Khương. Quýt trồng tại Mường Khương gồm 3 loại: quýt chín sớm, còn được gọi là quýt bột, cho thu hoạch từ tháng 9 đến cuối tháng 10; quýt trung vụ, chủ yếu là quýt sen, cho thu hoạch từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 12; và quýt chín muộn, cho thu hoạch đến hết tháng 12. Cây quýt cho giá trị kinh tế cao gấp 3 đến 4 lần so với những cây trồng truyền thống khác và đang giúp bà con nơi đây làm giàu từ cây ăn quả này. Huyện Mường Khương hiện có khoảng 400 hectare quýt, tập trung tại thị trấn Mường Khương và các xã Thanh Bình, Tung Trung Phố, Tả Ngài Trồ. So với các loại quýt khác, quýt Mường Khương có đặc điểm vỏ mỏng, múi mọng nước, vị chua ngọt đậm đà, hấp dẫn, được nhiều người ưa chuộng. Quýt Mường Khương dễ trồng, dễ chăm sóc, thích nghi tốt, sản lượng và giá bán khá cao. Hiện loại quả này đã được huyện Mường Khương xây dựng chỉ dẫn địa lý và được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Thông qua dự án nâng cao vị thế kinh tế của phụ nữ, thông qua thúc đẩy chuỗi giá trị nông nghiệp, chuỗi giá trị ngành hàng thịt lợn, ngành hàng quế, được thực hiện từ năm 2016 đến nay, đã có rất nhiều sản phẩm có thể nâng cấp, tổ chức giám sát, kết nối tiêu thụ để trở thành sản phẩm OCOP. Những sản phẩm được trưng bày này đều là những nông sản đặc trưng cho mỗi thôn bản. Khi người dân tham gia dự án nâng cao vị thế kinh tế của phụ nữ thông qua thúc đẩy chuỗi giá trị nông nghiệp, chuỗi giá trị ngành hàng thịt lợn, ngành hàng quế, qua đó đã giúp nhiều chị em phụ nữ khẳng định vị thế, khơi nguồn các ý tưởng khởi nghiệp và làm giàu. Trước đây mỗi gia đình chỉ phát triển ở quy mô đồ ăn, không có ý tưởng cung ứng ra thị trường. Khi được tư vấn tham gia dự án, chị em phụ nữ các thôn đã mạnh dạn chia sẻ, tìm hướng làm kinh tế dựa vào thế mạnh của từng gia đình. Qua đó, mỗi tổ nhóm chủ động liên kết, kết nối với thị trường tiêu thụ nông sản. Với việc thành lập các tổ nhóm, các thành viên được chia sẻ thực hiện bài học sáng kiến kinh doanh nhóm hộ, đồng thời ươm mầm, hỗ trợ, thúc đẩy ý tưởng mở rộng quy mô kinh doanh, tạo đà cho phát triển kinh doanh cấp cộng đồng. Từ ý tưởng khởi nghiệp của nông dân, của nhóm hộ là cơ sở để cơ quan chức năng xây dựng ý tưởng, cùng với mỗi nhóm hộ nâng tầm sản phẩm, hướng tới việc xây dựng sản phẩm ý tưởng của nhóm hộ thành sản phẩm được cấp chứng nhận OCOP. Thành phố Hà Nội hiện có 1.350 làng nghề và làng có nghề, trong đó có 305 làng nghề đã được Ủy ban Nhân dân thành phố công nhận theo tiêu chí. Bên cạnh đó, Hà Nội đang phát triển nhiều vùng sản xuất nông nghiệp sản đặc sản, đó chính là lợi thế để triển khai chương trình OCOP. Để thực hiện hiệu quả chương trình OCOP, Hà Nội đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới thành phố xây dựng đề án OCOP thành phố Hà Nội. Mục tiêu của thành phố sẽ tiêu chuẩn hóa ít nhất 50% sản phẩm làng nghề nông nghiệp hiện có, đồng thời ủng hộ hoàn thiện tổ chức sản xuất theo hướng liên kết giữa hộ sản xuất với hợp tác xã và doanh nghiệp, triển khai thực hiện từ 10 đến 20 làng văn hóa, làng nghề du lịch. Việc thực hiện chương trình OCOP là cơ hội cho các làng nghề tiếp cận với các chuyên gia và nhà khoa học, tiếp cận với công nghệ, thiết bị tiên tiến để ứng dụng vào sản xuất, giúp sản phẩm làng nghề được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm nâng cao giá trị.
Thời gian qua, tỉnh Lào Cai đã ban hành bộ tiêu chí đánh giá thang điểm tạm thời cho các sản phẩm đăng ký cấp sao OCOP. Sau đây chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu về thang điểm của bộ tiêu chí công nhận sản phẩm OCOP các cấp đối với sản phẩm rau củ quả. Đối với nhóm sản phẩm rau củ quả tươi, nội dung về phát triển sản phẩm có thang điểm tối đa đạt 8 điểm. Số điểm này được thể hiện ở hai phần việc là nguồn gốc ý tưởng sản phẩm và tính hoàn thiện của bao bì sản phẩm. Đối với nguồn gốc ý tưởng sản phẩm, nếu phát triển dựa trên sản phẩm của người khác đạt 0 điểm, phát triển dựa trên sản phẩm của nhà sản xuất khác nhưng có thay đổi ít nhất một yếu tố đạt 1 điểm, tự phát triển sản phẩm dựa trên ý tưởng của mình nhưng sản phẩm này chưa có trên thị trường đạt 3 điểm, tự phát triển dựa trên sản phẩm truyền thống hoặc ý tưởng của mình gắn với nhu cầu thị trường đạt 5 điểm. Đối với tính hoàn thiện của bao bì sản phẩm, đạt thang điểm tối đa là 3 điểm. Cụ thể là bao bì nguyên thủy, truyền thống và không phát triển thêm đạt 0 điểm. Có thêm một yếu tố của bao bì như có đóng gói, ghi nhãn mác đạt 1 điểm. Có đầy đủ các yếu tố của bao bì hoàn chỉnh như bao bì, thông tin ghi nhãn đầy đủ, có tiêu chuẩn chất lượng cho phần bao bì tiếp xúc trực tiếp theo quy định đạt 2 điểm. Có bao bì phù hợp, đầy đủ các yếu tố của bao bì hoàn chỉnh, đảm bảo có truy xuất nguồn gốc, có chứng nhận bảo hộ công nghiệp đạt 3 điểm. Thưa quý vị và các bạn, như đã đề cập ở phần đầu của chương trình, thời gian qua tận dụng thế mạnh về khí hậu, Hợp tác xã Nấm Lâm Phong đã đầu tư hệ thống sản xuất nấm hương công nghệ cao để cung cấp ra thị trường. Sản phẩm nấm hương Sapa sấy khô được xuất khẩu sang thị trường Đài Loan. Vì sao Hợp tác xã lại có thể khai thác tốt lợi thế về khí hậu của Sapa để phát triển chuỗi sản phẩm chất lượng cao nấm hương? Phóng sự sau đây sẽ lý giải rõ hơn điều này. Ở độ cao khoảng 1.400m so với mực nước biển, nấm hương có điều kiện để phát triển tốt nhất. Nắm bắt lợi thế này, bắt đầu từ năm 2015, Hợp tác xã Nấm Lâm Phong đã nhận chuyển giao và đầu tư thêm dây chuyền công nghệ sản xuất nấm hương công nghệ cao theo hướng dẫn của các chuyên gia Đài Loan tại Sapa. Công nghệ cao trong nuôi trồng nấm hương ở Hợp tác xã Lâm Phong thể hiện trong nhiều khâu, từ việc làm giá thể, nuôi cấy bào tử nấm, trồng và bảo quản sản phẩm. Quan trọng nhất là cái giống mà nó mọc từ nấm nó ra kín hết bịch. Điều kiện khí hậu tự nhiên ở đây, cái độ cao so với mực nước biển ở đây nó khoảng độ 1.400, rất phù hợp với nấm hương. Nên là tôi đưa trồng thử nghiệm được mấy năm, bây giờ mới đưa vào sản xuất đại trà. Cơ bản nhất là phải có cái đất để mà mình đầu tư xây dựng nhà xưởng, làm nhà công nghệ để mình cấy giống được cho nó đảm bảo. Xong sau khi mà cấy được cái bịch này nó phát triển rồi, đã tư nấm nó ăn ra hết thì mới đưa được cho bà con. Đây là khu vực đóng bịch làm giá thể trồng nấm. Toàn bộ phần việc này đều là do lao động thời vụ thực hiện với các thiết bị máy móc khá hiện đại. Giá thể là mùn cưa được phối trộn với các nguyên liệu khác tạo nguồn dinh dưỡng để cấy và nuôi nấm sau này. Mỗi bịch giá thể phải trải qua nhiều công đoạn như xay nghiền gỗ, tạo mùn cưa, phối trộn dinh dưỡng, đóng bịch và quan trọng nhất là hấp bịch giá thể để diệt khuẩn. Bịch giá thể được xếp, bịt kín và hun nóng ở nhiệt độ lên đến 150 độ C và liên tục trong 36 tiếng, đảm bảo diệt toàn bộ vi khuẩn có thể gây hại khi đưa vào cấy bào tử nấm sau này. Tham gia sản xuất tại hợp tác xã, bản thân nhiều lao động đã tiếp thu được kỹ thuật, công nghệ mới. Đây là cơ sở để những nông dân có nhu cầu trồng nấm hương công nghệ cao có thể học tập và áp dụng trong tương lai. Chẳng hạn như là mình làm một tháng của nó là từ 4 triệu đến 5 triệu thì mình làm ở nhà là sẽ không được như thế. Vì làm đấy trồng trọt là phải đợi một năm mới thu hoạch một lần. Tôi cũng mơ ước sau này là nếu mà có vốn là cũng sẽ đầu tư kỹ thuật thì có rồi, nhưng mà thế là thiếu vốn thôi. Phòng nuôi cấy bào tử nấm được thực hiện vô trùng. Toàn bộ lao động khi làm việc trong phòng này đều phải đảm bảo vệ sinh tuyệt trùng, có quần áo bảo hộ chuyên dụng. Đây chính là yếu tố để việc cấy bào tử nấm thành công. Nhưng bịch nấm cấy thành công sẽ được ủ như thế này để lên bào tử. Thời gian kéo dài khoảng 3 tháng. Thời điểm hiện tại, những bịch bào tử này đã được đưa vào nuôi để phát triển sợi tơ trắng. Bịch bào tử này sẽ sống qua mùa đông để đến tháng 3 năm sau sẽ đưa lên giá để lấy sản phẩm nấm tươi. Tại mọi công đoạn của quy trình trồng nấm của Hợp tác xã Lâm Phong đều có cán bộ chuyên môn đánh giá kiểm tra. Đây là việc làm quan trọng vì ngoài phần tư vấn kỹ thuật thì kiểm tra khâu cấy bào tử và ủ lên sợi nấm
sẽ quyết định đến thành công của quá trình trồng nấm và là điều kiện để thực hiện cấp sao OCOP cấp huyện sau này. Trình OCOP của tỉnh thì đối với sản phẩm nấm này cũng là được là một cái sản phẩm đặc hữu của một cái vùng ở Sapa và những vùng cao mới có thể có. Do vậy rằng là chúng tôi cũng đã phối hợp cùng với họ và hỗ trợ lại với hợp tác xã liên quan đến cái chu trình sản xuất. Trong cái chu trình này đối với nhà nước thì chúng tôi thấy rằng chủ yếu là hướng dẫn họ về cái chu trình liên quan đến trong cái công tác sản xuất nấm ở đây. Thế và hướng dẫn các cái bước để liên quan đến thực hiện đến cái bước cấp sao và cái giới thiệu tiêu thụ sản phẩm. Khác với cách trồng nấm truyền thống, theo công nghệ của Đài Loan, bịch trồng nấm được đặt trên giàn. Cách làm này sẽ tiết kiệm được diện tích sử dụng, dễ dàng chăm sóc, thu hái nấm hàng ngày. Khi nấm đã đưa lên giàn thì yêu cầu về đảm bảo đủ độ ẩm cần thiết sẽ quyết định đến năng suất, chất lượng nấm thương phẩm. Những năm đầu, hợp tác xã nấm Lâm Phong dùng vòi tưới vào trong bịch nấm, nhưng khi thu công nghệ mới, hợp tác xã mạnh dạn đưa giàn tưới phun mưa vào hoạt động. Cách làm này giúp giảm nhiều công lao động, đồng thời tăng hiệu quả làm ẩm của mỗi bịch nấm. Nước sạch được tưới đủ ẩm là điều kiện để hợp tác xã có ngày thu hoạch đến cả tấn nấm tươi. Nấm tươi đủ tiêu chuẩn thu hoạch sẽ được đựng trong giỏ, hạn chế đến mức thấp nhất bụi đất có thể bám vào. Nấm sau khi thu hoạch sẽ được cắt gốc để sấy khô. Với lượng nấm dành để bán tươi sẽ được bảo quản trong kho lạnh. Cách làm này sẽ đảm bảo cho nấm không bị suy giảm về chất lượng, đáp ứng yêu cầu của đơn hàng xuất khẩu. Ở đây sạch, thuốc thang là không có, không phun thuốc. Chỉ có là tưới nước sạch thôi. Đi làm là phải vệ sinh sạch sẽ, vì thực phẩm an toàn. Vì khi mà mình vào hái nấm thì mình cũng phải là mang là đồ là thiết bị là đảm bảo áo quần bảo hộ lao động, việc là mình đi là phải nó phải sạch vệ sinh. Hiện tại hợp tác xã nấm Lâm Phong đang chuẩn bị cho đơn hàng bán Tết. Ngoài sản lượng theo yêu cầu sản xuất cho đối tác Đài Loan, hợp tác xã cũng đã chuẩn bị lượng nấm sấy khô để bán trong nước. Trong tương lai, hợp tác xã mong muốn liên kết với nông dân địa phương để mở rộng quy mô, nâng sản lượng nấm hương sấy khô. Mình rất muốn là đưa cái sản phẩm của mình vào khu vực miền trong, bởi vì hiện tại theo tìm hiểu của mình thì cái khu vực trồng nấm hương này thì rất ít khu vực trồng được. Cái nấm tươi nó mình không sử dụng chất bảo quản cho nên là không để được, nếu mà để quá 2-3 ngày thì nó sẽ biến chất, không nó hỏng mất. Dùng xe đông lạnh thì mình chưa tìm được, chưa biết có cái xe nào nó vận chuyển vào trong hay không. Thứ nhất là mình hỗ trợ mình một cái trang web. Thứ hai là mình cũng muốn làm sao để quảng bá, đưa tin để cho người dân người ta xem được cái quy trình mình làm như thế nào để cho người ta tin tưởng với cái sản phẩm của mình. Nếu mà công ty mà sản xuất bịch ấy, thì ở đây thì để bà con làm được thì theo bản thân tôi nghĩ là đầu tiên ấy, thì cũng cần phải có cái nhà lưới đảm bảo như thế này đã. Thì cái khâu chăm sóc thì tôi nghĩ là không khó bằng cái vị trí cũng như là nhà lưới. Vì nhà lưới là theo ở đây chúng tôi tính là tối thiểu một cái nhà lưới như thế này thì nó rơi vào tầm khoảng 150.000 một mét vuông. Thì so với nguồn kinh tế của các hộ gia đình ở đây thì chắc chắn là sẽ không đảm bảo được. Nó cũng phải có cái sự hỗ trợ đầu tư của nhà nước. Ví dụ như làm nhà lưới, nhà giàng để cho bà con người ta sang công ty người ta lấy giống về người ta trồng, người ta cấy thì mới có thể làm được. Cô đồ đấy. Khi những dự định này thành công thì tương lai không xa, nhiều người dân Sapa có thể khai thác thế mạnh của khí hậu để trồng nấm hương công nghệ cao, mở ra cơ hội làm giàu cho nhiều nông dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm của Đài Phát Thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.